Vâng, thưa bạn, BMW 330i 2019 vừa mới chuyển về bên BMW showroom và trên tay tôi là cái bảng giá cùng với các thông số. Vừa nhận luôn nhá, vừa xe vừa mới về luôn, chưa kịp gì hôm nay, bây giờ tôi bóc tem cho bạn xem. 330i M Sport giá xem nào, 2 tỷ 379 triệu. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem cái mẫu xe 330i M Sport tại Việt Nam sẽ trang bị những cái gì trong cái gói M Sport. Các bạn nên nhớ rằng gói M Sport nó rất nhiều, nó cả một cái lít rất dài và nó có giá trị lên tới 450.000 đô nếu như các bạn đặt đầy đủ. 330i tại Việt Nam này, giá đã nói rồi, đèn thì là đèn LED, BMW LED. Trang bị cao cấp nhất nó sẽ là laser, rồi lưới sơn đen M, xin lỗi, đen bóng M Sport, vành 18 M Sport ở đây, phanh này, phanh M Sport, đấy, trang bị M Sport rồi. Và đặc trưng nhất của M Sport đây ạ. Logo M Sport. Nếu các bạn nào muốn qua mà xem thiết kế của xe nhá thì sang xem trực tiếp so sánh luôn. Thiết kế mới này thì bạn sẽ thấy được rằng là cái phần thiết kế phần đầu và phần đuôi nó đẹp hơn, hiện đại hơn. Đấy. Đèn sau nhá, đèn sau thực ra là nếu mà nhìn ở ngoài ấy thì rất đẹp luôn. Cái hay của những cái dòng xe sang và đặc biệt là BMW chẳng hạn là thiết kế những cái vật liệu nó tốt, cho nên là nhìn nó tinh tế, nó sang trọng. 330i cản dưới bô đôi, nổ cả hai bô. Thực ra đối với cái gói M Sport này thì tôi thích, một là trên cái phiên bản 3 series nó phải có là adaptive hệ thống treo adaptive và đặc biệt là cái hệ thống Fisheye M Sport. Đây. Nếu như được trang bị full package những cái M Sport, những cái gói của M Sport, nhưng các bạn sẽ thấy rằng cái động cơ này nó vẫn là 2.0. Cho nên là nếu mà muốn chọn thì các bạn cứ tích thật nhiều lên, đắp thêm nhiều tiền nên là có động cơ 2.0 này. Nếu để tôi so sánh với cái dòng C300 AMG của Mercedes nhá, thì có thể nói là cạnh tranh tới từng mm. Ví dụ như công suất động cơ của BMW là 255 ngựa thì C300 AMG là 258. Nhưng moment xoắn của 330 này ấy là 400, còn C300 thì nó là 370 các bạn. BMW thì rất thích cái phần lực kéo. Moment xoắn nó phải khỏe. Thực ra có thể là công suất là tương đương nhưng vấn đề là còn chịu rất nhiều các yếu tố trong cái khả năng tăng tốc. Khối lượng của 330i là 1.600 gần 50 kg, còn C300 AMG nó sẽ là 1.580 kg. Như vậy là qua các cái thông số thì các bạn có thể thấy hai mẫu xe này cạnh tranh tới từng mili, từng centi, từng kg luôn. Vậy thì các bạn, nếu như các bạn yêu thích, các bạn chọn mẫu xe nào thì hãy click lên góc bên phải màn hình và bình chọn nhé. Giúp mình một cái, bình chọn xem mẫu xe nào là bạn yêu thích. Với một mẫu xe mà được kéo dài cái trục cơ sở ấy thì cái không gian xe nó sẽ rộng hơn. Với 3 series này cũng vậy, 330i 2019 này cũng vậy. Thực ra sẽ rất là khó nói bởi vì trên những cái dòng 3 mới này ấy, những cái điểm đặc trưng là cái lùi theo vết, rồi lùi theo vệt ấy, mà tôi đã giới thiệu với các bạn trong cái BMW X5 và X7 rồi. Hay là mở khóa, mở xe bằng smartphone, bằng điện thoại. Tất nhiên là với Android thôi, iPhone thì không. Rất nhiều những cái tính năng thông minh thì chưa thấy. Chắc là ở phiên bản tiếp theo sẽ về, tôi nghĩ vậy. Adaptive, hệ thống treo adaptive chủ động cũng chưa có. Rồi Fisheye M Sport chưa có. Nếu có thì nó cũng sẽ phải xuất hiện ở đâu đây. Xe quá mới, thực sự là vậy. Còn về các cái gen trên các cái dòng BMW mới thì đã có trên 3 series này rồi. Các bạn sẽ thấy là cái màn hình kỹ thuật số đây ạ. Rồi 10,25 inch. Và màn hình trung tâm 12,3 inch. Nó cũng tương tự trên những cái mẫu BMW X5 hay là X7, rồi 5 series mà tôi đã giới thiệu. M Sport ở trên vô lăng thì cũng chưa có da Alcantara, tuy nhiên là có đóng dấu M ở đây. Rồi. Nhưng mà hơi tiếc là tôi không thấy lẫy chuyển số sau vô lăng ở đâu cả. Vô lăng của các cái dòng BMW thường khá là dày đây, các bạn sẽ thấy đây. Nắm vòng tay rất dày luôn. Nhưng mà thường thì cái cảm nhận của vô lăng, cái tay lái của BMW sẽ là thích.
Còn đây các bạn sẽ thấy là tất cả những cái trang bị này nhá, như ốp nhôm này, trên xe này, rồi các vật liệu như nhựa mềm này, thì nó cũng tương tự trên các dòng 520 gì gì đấy tôi đã giới thiệu với các bạn thôi. Đây, ốp nhôm ở trên đây. Rồi, có sạc không dây. Nhưng mà tôi thử cái iPhone lại không được. Khả năng là không tương thích với iPhone. Android thì ở đây tôi không có máy. Nhưng mà nếu mà không sạc được thì ta sạc bằng cái jack kết nối này. Rồi, chìa khóa. Đầu 12V ở đây, hai cổng ở đây. Đấy. Cần số. Đấy, cần số, nếu mà cần số pha lê nữa thì đẹp nhờ. Rồi, start stop engine ở đây, các cái chế độ lái Eco, Comfort, Sport rất rất quen thuộc ở trên các cái dòng xe BMW rồi. Rồi, auto hold, phanh tay điện tử. Rồi hệ thống điều khiển iDrive. Đó, nằm ở đây, map vân vân. Navigation, đấy vòng xoay vân vân. Đấy, bản đồ Việt hóa luôn nhá. Rồi có cả traffic information, rồi là chạm xăng vân 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 vân. Cái này thì nếu như bạn nào mà mua về dùng mà có cái phản hồi như thế nào thì vui lòng comment ngay bên dưới video hộ giúp mình. Để xem nào. Hộp chứa đồ có, hộp chứa đồ đây. Có đèn soi, có cổng tai xi. Và ở bên thành cửa. Ở bên thành cửa thiết kế khá thông minh khi mà tôi nghĩ là cái không gian để chứa đồ là ok. Đấy, ở bên dưới đấy. Đấy. Nhưng mà loa thì chưa phải là loa Harman Kardon. Mà loa cũng sẽ được, nói chung là tiêu chuẩn trên các cái dòng xe BMW thì là cũng được. Ở bên thành cửa này các bạn sẽ thấy nhá. Ở bên các thành cửa này thực ra là cái phần nhựa này này, nếu như mà bọc da hoặc là có một cái thiết kế nó sang hơn, thậm chí thể thao hơn thì tôi nghĩ sẽ hay hơn. Đấy. Rồi các phím điều khiển của BMW ngay đây. Nhớ hai vị trí ghế. Vô lăng là điều khiển bốn hướng. Rồi. Điều khiển cơ. Cái đệm đỡ chân này cũng điều khiển cơ. Đấy, ta có thể kéo lên. Chân dài chân ngắn thì điều khiển ở đây. Ghế lái điều khiển nhiều hướng, 6 8 hướng gì đấy. Đa hướng, tôi gọi là đa hướng cho nó dễ, có bơm lưng. Rồi. Đấy, các bạn sẽ thấy cái thế ngồi của các dòng xe BMW ngồi nó rất là ôm. Khi mà tôi đánh cua như thế này hay là cua như thế này thì cái phần đỡ cái phần sườn của tôi được thiết kế khá là khéo léo. Nói chung ghế ngồi là thích đấy. Rồi, ghế phụ, bên ghế phụ cũng điều khiển điện nhiều hướng. Rồi, có bơm vai ghế. Úi giời. Cửa xe nhập có khác đóng chắc chắn thật. Đây, đóng thử cho các bạn xem này. Ui, phịch. Chắc chắn, đây. Đấy, như các bạn, tôi đã nói với các bạn rồi, cái phần thành cửa này thiết kế nó hơi đơn điệu. Giá như phần trên này nó đẹp hơn một chút nữa, sang hơn một chút nữa, thể thao hơn một chút nữa thì tất cả nhà cùng vui. Còn thực ra với tư thế ngồi đây các bạn sẽ thấy này. Rồi, 1m72 nhá, chân vòng kiềng. Khoảng trống đầu. Còn cao hơn thì các bạn có thể hình dung ra được. Nhưng cái khoảng duỗi đầu gối này thì tốt. Khoảng trống đầu gối tới cái tựa lưng ghế trước thì tốt. Những chiếc xe sang các bạn sẽ thấy những chiếc ghế luôn thiết kế rất là chắc chắn. Rồi, bệ tì tay rất cơ bản. Rồi, chai, để chai nước ở đây. Nếu mà ngồi ở giữa đây thì xem nào. Tôi nghĩ là ngồi gần thì được, đi xa với tôi thì hơi khó chịu. Bởi vì tôi luôn phải để cái chân ở tư thế như thế này. Hơn nữa điều hòa lại dọi thẳng vào đây. Đấy, nếu chỉnh lên đây thì nó lại vào người. Thì cái vị trí này tôi nghĩ là nên chỉnh gió sang hai bên. Cổng tai xi. Dẫn động cầu sau gầm thấp. Quá khó để xử lý cái trụ này. Vâng, nhưng mà chạy thì sẽ là rất sướng. Mở cốp điện. Có cả tùy chọn là đa cốp nhá. Khoang xe khá là rộng. Đấy, ở đây thì tôi có thể dập là lập gập cái ghế ở phía trước bằng cái lẫy này. Đấy, hai cái lẫy này đều có thể lật gập hai cái ghế phía trước lại. Đấy, móc treo đồ vân vân rất là cơ bản. Rồi, thực ra là xe rất mới nhưng mà cũng tranh thủ. Xăng chỉ còn có 50 thôi. Bảo 50 thì thôi tranh thủ để xem chậm chậm thôi như nó như thế nào nhá. Đấy, Sport Plus no. Trong một cái điều kiện như thế này thì Eco Pro. Eco Pro em. Mà chạy chậm thì hơi khó nói. Thực sự là khó nói. Nhưng nó khá êm. Hộp số 8 cấp. Thực ra trên những cái mẫu xe của BMW thì các bạn sẽ thấy rằng cái hộp số
8 cấp là hai cái cấp số cuối ấy, nó sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và cái việc mà tăng cái giải tỷ số truyền lên thì nó sẽ êm hơn. Đấy, chứ còn nếu như về tỷ số truyền 1:1 thì chắc là số 6 rồi, là có thể đạt tốc độ cao nhất rồi. Êm êm nhẹ nhẹ nhàng nhàng này thôi. Tất nhiên để so với cả 5 series kể cả 520 ấy thì cũng sẽ rất là khó, bởi vì là cái công nghệ trên cái platform của xe 5 nó đã khác rồi. Số lượng điểm hàn rồi khung vỏ rồi thân rồi vân vân nó là khác. Đấy, cho nên là đương nhiên rồi, các bạn sẽ phải cân nhắc mỗi khi lựa chọn giữa cái điểm giao thoa giữa cái phiên bản cao nhất của dòng xe 3 hay phiên bản thấp nhất của dòng xe 5 thì cái đấy tùy thôi. Đấy, đấy là nghệ thuật của tất cả các hãng xe. Đây, các cái chế độ Sport này, Comfort này, Eco Pro thì nó cũng rất tương tự, tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi. Rồi Individual chúng ta có thể chỉnh ngay trên màn hình đây này. Đấy, chỉnh trên màn hình nhá. Đấy, Sport này, có Sport này, Sport là có Sport Plus luôn. Đấy, Individual thì ta có thể tùy chọn nữa. Rồi chúng ta có thể điều chỉnh cái đó, ví dụ như là hệ thống lái nó như thế nào, Comfort hay là Sport, tức là tùy chỉnh cái độ tùy biến nó rất là cao. Động cơ cũng vậy đó. Thực ra nếu mà theo tôi đã chạy cả cái dòng Mac và cái dòng Beam cũng tương đối nhiều, thì có thể thấy rằng cái phần điều khiển tôi cho bạn như thế nào thì rất khác biệt giữa BMW và Mac, là đi theo hai cái hướng tương đối, tất cả đều là xe sang đậm chất thể thao nhưng mà đi theo hai hướng tương đối là khác nhau. Mac thì sẽ thiên về êm ái, còn nếu như BMW thì nó có gì đấy thể thao mà nó gắt hơn, nó gắt, ví dụ ngay cả việc chuyển số, ngay cả việc đánh lái, ngay cả cách hoạt động của hệ thống treo cũng vậy. Vì vậy chúng ta đi nhiều khi chúng ta có cảm giác như nó cứng cứng hơn một tí. Úi giời, có Sport Plus này, ESP thể thao này, có thể off đi được này, mà xăng chỉ còn 47 này, úi giời, mỡ đến mồm rồi mà mèo không được ăn thế này có điên không rồi chứ. Mà thôi không sao, ta sẽ thử các tính năng khác. Ví dụ như là đặc trưng trên cái mẫu xe này là lùi theo vệt nhá. Bây giờ tôi sẽ cài số lùi. Đấy, Park Assist thì hỗ trợ lùi chuồng thì tôi đã thử rất nhiều rồi. Nhưng Resurfacing Assistant tức là nếu như chúng ta di chuyển mẫu xe này với tốc độ dưới 40 km/h và cái quãng đường không quá 50 m thì nó sẽ nhớ nó lùi lại. Ví dụ lùi vào đâu đấy, ngõ nhỏ, phố nhỏ, hầm chung cư chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ thử. Đấy, ví dụ mình sẽ chọn vào đây. Đấy, có thể chọn bằng chạm hoặc là xoay núm ở dưới cũng được. Đấy, 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 đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiên, trời ơi, còn có 40 mấy cây thôi, thật đáng tiếc. Không cua gắt, không làm được gì cả. Ôi trời ơi, thật tiếc, đấy. Rồi, ngoan ngoan một tí, giả vờ loan ngoan một tí nhá. Đấy, tiến vào đây, chui vào chuồng, để sau đấy xem có lui ra được không. Nào, cái số, đấy, 50 m này, đấy. À, tất nhiên tôi phải điều khiển cái chân phanh cho nó, cái tốc độ nó phải khéo một tí. Ôi, các bạn nên nhớ rằng xung quanh toàn xe BMW. Wow, sát quá không? Đấy, thật hồi hộp. Tự động tự động. Hôm trước tôi mình thử BMW rồi, X7 rồi. Hôm nay thì bà, úi giời, vô lăng này. À, cà phê nhá, rồi tay làm gì thì làm nhá, thoải mái. À, nhưng cũng phải nhìn một tí. Đấy, lùi đẹp dai luôn. Đấy, ở kia lại có cái 3 series kìa. Đấy, tôi sẽ mời các bạn xuống. Thôi, lùi là cái này chắc chắn là lùi được rồi. Bây giờ sẽ xuống xem các bạn xem nhá. Đây, thưa bạn, các bạn có thể quan sát hai cái đầu xe. Đấy, rất BMW. Và rõ ràng những cái thay đổi tương đối vừa vừa phải phải thôi, nhưng mà rõ ràng là nhìn nó thể thao hơn rất nhiều. Đấy, các bạn sẽ nhìn bên này là bản 330 mới, còn đây là 320. Tất nhiên là mẫu xe này sẽ ăn hình hơn khi mà đã trang bị được một chút đồ trong cái gói M Sport. Rồi, bây giờ thì khác đấy. Mới đạp nhẹ nhẹ cái thôi, chú quay phim đã ngửa ra đằng sau rồi. Đấy, mỡ ngay trước mồm rồi mà chưa được chén thế này, tiếc lắm. Rồi ôi, các bạn hay hỏi là tại sao mình chỉ quay 1-2 vòng thôi, bởi vì thưa bạn là không có lốp ạ, lốp đắt lắm. Chứ có lốp thì quay đến khi nào mòn lốp thì thôi. Nhìn chung là đây là những cái đánh giá, những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm rất rất nhanh, bởi vì xe vừa mới về thôi.
anh em xem thì vui lòng là để lại một cái subscribe và rung chuông giúp mình nhé. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ có những cái chương trình trải nghiệm sâu hơn về các cái dòng 3 series mới sẽ tiếp tục về Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.